Hello anh em nhá, thì con 68 game bài này đang có chương trình khuyến mại cực kỳ là hot anh em ạ. Đấy, nhà cái sẽ tặng cho anh em cái vốn khởi nghiệp từ những con đầu 68k. Cái thời gian nhận thì anh em có thể là từ hôm nay đến khi nào nhà cái dừng thì thôi. Đấy. Tất cả anh em đã tham gia hội viên 68 game bài có thể nhận được nhá. Anh em có thể đọc kỹ ở đây. Và cái nội dung nhận này anh em có thể tham gia đăng ký này, điền thông tin đầy đủ này. Đấy, hội viên cũng như là tải app thành công và tiến hành đầy đủ thông tin vào, và anh em chỉ cần nhắn cho chăm sóc khách hàng là anh em sẽ được nhận cái ưu đãi đó anh em nhé. Và cái phương thức nhận thì rất đơn giản thôi đấy, cái phương thức nhận khuyến mãi này thì anh em ở đây đọc cái tên mình đã chia sẻ luôn rồi, và anh em lưu ý là khuyến mãi này áp dụng cho tất cả các sảnh được chưa, và anh em còn chần chờ gì nữa vào nhận ngay 68k chứ không phải là một cái số vốn nhỏ như ngày trước để anh em lập nghiệp anh em nhé. Ok, Hello hello, xin chào tất cả anh em cùng quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em cái bí quyết chơi tài xỉu dành cho anh em nào tham gia chơi tài xỉu lâu rồi, hay là anh em chơi mà chơi cũng được vài ba tháng rồi đúng không? Thì gọi là lão làng rồi nhưng mà tỷ thắng cũng chưa được cao. Thì hôm nay mình sẽ bổ túc thêm cho anh em một cái bí quyết chơi cực kỳ là hiệu quả để anh em có thể là tăng tỷ thắng nha. Anh em đang có tỷ chiến thắng là từ 50 đến 60, hôm nay mình sẽ thêm 3-4% tỷ thắng cho anh em nữa để anh em có thể là tự tin là một ngày có thể chốt gọi là liên tục như chốt đơn anh em nha. Ok, thì đây là một cái chiến thuật đấy giúp anh em người chơi có thể là được nhiều tiền trong các ván cược đúng không? Ví dụ nếu anh em phang vốn vào một cửa xỉu đi, hay là bắt một con xí ngầu, ví dụ là anh em hay soi là được xí ngầu đúng không, hay là chạy ví dụ như là xí ngầu 8 này đấy, thì anh em bắt một con 8 phép nữa đúng không, thì anh em phải quan sát là con 8 trước là nó thuộc dạng gì. Ví dụ như là 8 nó chạy, 8 nó chạy ví dụ như là ở trước này có 8 vừa này và 8 nữa rồi, thì anh em tính bắt thêm con 8 lên nữa đúng không, thì nó có phù hợp không? Không nhìn nha. Trong cái trường hợp nó cầu lọc ở đây thì nó phải là một con xỉu 10 thì nó mới hợp lý, chứ thực ra con 8 ở đây thì nó không bao giờ có, trừ khi là 8 và 10 thì còn có thể là 8 tiếp được đúng không? Thì còn nếu như 8 10 8 8 không bao giờ xảy ra, nhưng mà cái điểm 8 rất là nhạy cảm đúng không? 8 nên là vì thế cái tỷ lệ cá biệt rất là khó, được đơn 8 phép ở sau sau hai cái điểm tài hai điểm xỉu ở đây thì rất là khó, nên là vì thế anh em lưu ý chỗ 8 cho mình. Ok, thì tiếp tục ví dụ như là con xỉu 10 đi, thì 10 mà nó có lên con tài 10 mới hay không ấy, là do con 10 này có thể là tổng tiêu, ví dụ như là tài là trong khoảng 27 thì xỉu đang là 23, thì cái tỷ lệ nó lên tài rất là khó, rất là cũng chỉ thiếu ở những tài thường đúng không? Thì con người này, thì anh em có thể là bắt thêm cho mình là chín, làm con số chín hoặc là con 10 kép được không sao đúng không? Đó, đấy là một cái điểm cần lưu ý khi mà anh em chơi cho mình. Cách thực hiện rất đơn giản thôi, anh em cần lưu ý là khi mà anh em thực hiện thì anh em phải kèm theo cách đi vốn hay nữa, chứ không phải là anh em bắt hay mà đi vốn trả ra gì thì thành ra là cũng chẳng lời lãi được bao nhiêu. Ví dụ anh em có vốn là 10 củ đi, theo cái vốn là bình dân hiện nay thì anh em sẽ đi là tầm ví dụ 5 tay thì anh phải cân đối là 2 mét một tay, độ tay là 2 mét là ok đó, hoặc là 3 mét là tối thiểu nhất, đừng có thấy to quá. Nếu như mà tứ kết thì em có thể lại đi 50% vốn là được, gọi là 5 củ lại thôi, đấy gọi là cái mức to nhất có thể thôi nhá, chứ đừng có đi à tất tay này hay là all in này đấy, bỏ qua cái suy nghĩ đi đúng không? Bởi vì là anh em mình chơi vài tháng rồi, lão làng rồi mà vẫn còn là all in thức tay về cái bộ môn tài xỉu này thì đúng là anh em thất bại là cũng đáng thôi. Nên là vì thế đối với cái lựa chọn này thì đối với lựa chọn mà anh em chơi môn tài xỉu rồi ấy, thì tốt nhất là anh em nên là đi một cách là chuẩn xác này, hoặc là anh em bắt đầu là để cái điểm phiên chính ngầu nó phải rõ này. Đây thì chia sẻ thêm cho anh em một cái điểm phiên nó dễ
hay gặp phải những đó là một con gì chín đúng không? Nó là một cái giao thoa giữa là chín hay là lên con tài 12 hay là thực dạng là cầu chạy được một 12 là xuống con chỉ 7 này, 7 lên con tài 13 này. Trong trường hợp 7 13 này rất là khó, thì 7 có thể nó nằm ở đây là một con chỉ 10 hoặc là một con chỉ 8 9 đúng không? Sẽ gãy được con chỉ 7 rồi vì là 12 xuống 7 ấy, thì tỷ lệ nó gãy gãy về chỉ lệ cao, nếu cái đồng chỉ nó còn thiếu ở nữa được chưa? Còn nếu như mà nó đang hư vậy tức là sao, tức là tài chỉ nó thừa thì càng nó thiếu thì 7 này có thể chạy lên tầng 13 được, sau đó 13 thì sẽ gãy về 11 thì nó sẽ chạy bệt ở đây, nó sẽ hồi về tài đúng không? Nhưng mà không, nếu trong trường hợp này chỉ nó thiếu thì 7 và 10 có thể là 7 7 kép 10 luôn cũng có thể nha. Đấy là một con ra để nhận dạng được, không không chỉ là cùng một nữa đâu, trong cái cầu bệt nó cũng như vậy, ví dụ đang bệt 6, 7, 8, 7 và 10 thì chỉ thiếu thì nó sẽ là kép 10 sau đó nó mới lấy được nhân tài. Nó là cái thuật toán của game, đó là chỉ sẵn của game rồi, lúc nào nó chạy nó chỉ nguyên như thế thôi. Đó. Trong cái tháng này thì tất cả các môn tài xỉu online hiện nay có thể anh em có thể là để ý kỹ cho mình, để ý kỹ cho mình những cái điểm viên quen thuộc của game, những cái điểm xí ngầu đúng không? Anh em mà nắm phải nắm mắt đúng cái điểm mà anh em gặp phải ấy, mà nó hay xảy ra ấy, thì kiểu gì anh em chơi nó cũng là cực kỳ là chuẩn anh em ơi. Chứ đừng mà tự nhiên là trong cái tháng 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 này mà ví dụ con 8 hay là con 7 này nó hay là lên tài đúng không? Hay lên tài thì anh em ạ, cứ đi là 7 bắt về xỉu thì thành ra là sai đúng không? Chẳng là sai. Thế thì nếu như mà xu hướng của nó trong tháng này những cái điểm kia thì em phải cần quan sát đúng không? Mình chơi cả tháng trời mình phải là có thể là anh em nào chỉ việc kém như thế là nót ra điện thoại này là ra giấy này đúng không, những cái điểm mà nó hay lên cái điểm mà nó hay xuống đó để mình lưu ý đúng không. Mình thế đầu mình nói chung là mình không thể nhớ được mình công việc ở ngoài nữa đúng không, mình không nhớ được thì mình có thể là ghi ra ngoài đúng không, mình có điều kiện mình tội gì không bị đó. Nhiều ông là muốn tỷ lệ thắng cao nhưng mà rất chi là lười lười nói chung là hoạt động gọi là ghi nhớ để ra được những cái bảng như này. Tại vì sao mình thắng lớn được và tại sao mình đứng ở trước bảng này mình chia sẻ với anh em, đó là một cái thói quen của bản thân mình tạo ra được là mình chơi mình bắt cầu như thế nào, mình ghi lên đây để cho nhớ chưa, và mình tính toán kỹ càng ra thì mình mới có thể là phân tích được là cái phiên tiếp theo đó là gì này, cách đi vốn hiệu quả này, tỷ lệ thắng tỷ lệ cao này đúng không. Khi mà em chơi vào thì em mới hiểu rõ được là cái tầm quan trọng khi mà mình phân tích rồi. Mình là người chơi lâu rồi chứ không phải là mình là người chơi mới chơi thì mình là người mới chơi mình có thể là bắt qua loa mình nhìn cái cầu nào mình bắt cầu đấy đó thì được đúng không, nhưng mà mình là người chơi lâu rồi kỳ kỳ rồi lão làng rồi thì tỷ lệ thắng là chưa cao thì mình phải tìm hiểu là tại sao ở chỗ nào mà mình còn tỷ lệ thắng chưa cao là ở đâu đúng không, mình lỗi ở đâu mình sai chỗ nào đấy, thì mình cũng cần phải phân tích ra giấy ra bảng ra đây để hiểu rõ được là mình sai ở đây hay là mình còn lỗi và đi vốn kém, thì mình phân tích ra đây là mình phải đi vốn như thế nào để tạo thói quen cho bản thân mình phải sửa sai đi chứ đúng không, chứ mình càng chơi lão làng rồi mà mình càng thua thì đó là do bản thân mình nhé. Ok thì trong video này mình sẽ kết thúc ở đây và anh em cứ tham khảo cái bí quyết chơi tài xỉu không thua dành cho anh em nào chơi lão làng như thế này để anh em để tham khảo nhé. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Chào tất cả anh em, bye mọi người nhé.